Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì bên em lại có một cuộc lắp đặt cho một bác khách tại Ân Thi, Hưng Yên. Đấy, hiện tại bên em đã đến đất Hưng Yên rồi, cũng gần đến nhà bác chủ rồi. Đấy, hôm nay là bên em lắp một bộ full của hàng hãng DVAcoustic các bác nhé. Đây, đồ của em đã đặt ở đằng sau xe đây rồi. Đấy, chuẩn bị đến nhà bác chủ rồi. Đấy, và mời các bác theo dõi, cùng theo dõi. Lát nữa bên em sẽ lắp đặt xong và sẽ lên nhạc để các bác cùng thẩm âm bộ dàn của bác chủ nhé. Vâng, xin mời các bác cùng theo dõi bên em đi lắp đặt cho bác chủ bên Hưng Yên ạ. Yêu mọi thần khi mà em chưa nghe trái tim.
Thì bên em đã lắp đặt xong và bác khách tại Hưng Yên. Bộ dàn nhà bác bao gồm một chiếc đẩy DB 4.8 4 kênh cho ra công suất 800W trên một kênh. Đấy, và cái chiếc đẩy này có giá là 8.500.000 đồng. Và bác chủ dùng một chiếc vang DB Acoustic S700. Và chiếc vang này có giá là 5.000.000 đồng. Và một chiếc mic của DB các bác nhé, là DB 550 Plus, bộ này có giá là 4.800.000 đồng. Và một chiếc quản lý nguồn DB P9 Pro. Và chiếc quản lý nguồn này có giá 1.900.000 đồng các bác nhé. Và một chiếc súp hơi DB với mã là 115S, có giá là 6.500.000 đồng ạ. Và bác chủ dùng một đôi loa, đôi loa DS12 của DB, máy hiệu là DS12, có giá là 15.500.000 đồng. Đấy, và bên em hiện tại đã lắp đặt xong. Xin mời các bác cùng thẩm âm bộ dàn này của bác chủ như thế nào nhé. Cho anh tiếng nhạc các em ơi. Thôi em hãy về đi,
bên em lắp đặt và nâng cấp tận nhà các bác nhé, phục vụ bác tận nhà. Với tiêu chí bên em là đến lắp đặt và nâng cấp cho các bác, không hay bên em mang đồ về, nên các bác hoàn toàn yên tâm rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.